mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Bình. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, bộ phận không khí lạnh yếu đã ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Dưới tác động của không khí lạnh và hội tụ gió trên cao, Bắc Bộ có mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Nền nhiệt toàn miền Bắc đều giảm từ 5 đến 7 độ so với ngày hôm qua. Nhiệt độ vùng núi từ 22 đến 23 độ, trời lạnh. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng, nhiệt độ từ 24 đến 26 độ, trời mát. Sang ngày mai, hội tụ gió trên cao yếu đi, mưa ở Bắc Bộ giảm nhanh, trời sẽ nắng trở lại. Mưa dông cũng xuất hiện ở miền Trung, nhưng tập trung ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Nhiệt độ từ 26 đến 27 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, chiều tối có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 28 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận không mưa, nắng sớm, nhiệt độ từ 32 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng, nhiệt độ của khu vực Tây Nguyên từ 32 đến 34 độ, nóng chỉ xuất hiện cục bộ. Nhiệt độ ở Nam Bộ từ 34 đến 36 độ. Chiều và đêm nay, ở Tây Nam Bộ có mưa rào và dông. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông mạnh. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, gió chuyển hướng Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Tiếp theo là phần dự báo thời tiết cả khu vực của tỉnh Quảng Bình đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm từ 80 đến 95%. Khu vực miền núi, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm từ 82 đến 97%. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm từ 81 đến 94%. Phần dự báo nhiệt độ các vùng trong tỉnh sẽ kết thúc bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Chúc quý vị và các bạn những ngày nghỉ vui vẻ bên người thân và gia đình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.